áp lực cạnh tranh gay gắt khi hội nhập và có thể đánh mất thị trường ngay trên sân nhà có lẽ là lời đe dọa mà các doanh nghiệp Việt được nghe nhiều nhất trong những năm gần đây. Trước lời đe dọa này thì có doanh nghiệp bàng quang, có doanh nghiệp lo lắng nhưng cũng có doanh nghiệp âm thầm chuẩn bị cho mình tâm thế để luôn chủ động trong cuộc chơi. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến những doanh nghiệp như thế, những doanh nghiệp Việt đang trong công cuộc tự làm mới mình để hội nhập. Nhận thức được sự cạnh tranh ngày càng gắt gao trên thị trường, từ 2 năm nay, công ty Sài Gòn Food đã chủ động có những đổi mới để tăng sức cạnh tranh. Trong đó, đầu tư cho công nghệ và nhân lực là hai yếu tố được doanh nghiệp ưu tiên. Đại diện Sài Gòn Food cho biết đang xây dựng hệ thống quản lý bằng phần mềm ERP, tuyển dụng và đào tạo thêm đội ngũ nhân tài để có những chiến lược kinh doanh mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng thêm nhà xưởng mới, dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 5 tới. Điểm khác biệt của nhà xưởng lần này là có thiết kế đường đi riêng để người tiêu dùng có thể đến tham quan, giám sát quy trình sản xuất của sản phẩm. Trước đây khi mà đối với lại cái ngành thực phẩm chế biến đông lạnh thì người tiêu dùng Việt Nam của chúng ta thường có suy nghĩ rằng là thực phẩm đông lạnh thì không có tươi và người ta không muốn dùng thực phẩm đông lạnh nữa. Mặc dù rằng là có nhiều cái phương tiện truyền thông đã nói về điều này nhưng mà chúng tôi thấy rằng là khi có những đoàn tham quan đến, thậm chí rằng là khi sau khi tham quan thì thay đổi cả tư duy của cái người đi tham quan. Do đó mà khi xây dựng phân xưởng mới thì chúng tôi quyết định là đầu tư cả một cái lối đi, một cái đường đi để tổ chức thường xuyên hơn nữa những cái đoàn tham quan để làm sao đó cho người tiêu dùng tai nghe, mắt thấy để mà có thể tin tưởng sản phẩm của mình. Cùng với mục tiêu tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng về chất lượng, an toàn của sản phẩm, những năm qua, công ty cổ phần Vinamid đã miệt mài đầu tư cho vùng nguyên liệu sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Doanh nghiệp cũng chú trọng đầu tư công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, các sản phẩm sấy khô của doanh nghiệp như mít, khoai lang, dứa, v.v. đã đạt được các chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu. Đây là những bảo chứng chất lượng để sản phẩm của doanh nghiệp tự tin vươn ra thị trường thế giới. Bên cạnh đầu tư cho sản xuất, năm qua, thị trường cũng chứng kiến những cuộc làm mới thương hiệu của doanh nghiệp Việt qua những chiến dịch truyền thông có chủ đích. Năm 2016 được xem là mốc thời gian đáng nhớ đối với thương hiệu giày Việt BTS, bởi sau gần 2 thập kỷ lặng im, lần đầu tiên, thương hiệu BTS lại được người tiêu dùng Việt Nam nhắc đến nhiều với việc cho ra mắt dòng sản phẩm BTS Hunter cùng một chiến dịch truyền thông hoàn toàn khác biệt và đột phá. Với việc chọn lồng ghép quảng cáo sản phẩm trong hai sản phẩm âm nhạc của hai ca sĩ đình đám trong giới trẻ là Lạc Trôi của Sơn Tùng MTB và Đi Để Trở Về của Subin Hoàng Sơn, thương hiệu lâu đời BTS đã thổi làn gió mới vào giới trẻ. Hiệu quả của chiến dịch truyền thông đổi mới này ngay sau đó đã thấy bằng việc sản phẩm BTS Hunter cháy hàng trên thị trường. Không còn đi theo lối mòn của việc xây dựng thương hiệu sản phẩm bằng chất lượng, các doanh nghiệp Việt đã biết tận dụng các con đường khác để tạo dấu ấn với người tiêu dùng. Công ty gốm sứ Minh Long 1 là một trường hợp như thế. Bằng việc vẽ nên một hành trình tìm kiếm bản đồ gia vị truyền thống của các vùng miền qua cuộc thi ẩm thực Chiếc Thìa Vàng, có sự tham gia của giám khảo đầu bếp thế kỷ Edka Wiseman, Minh Long đã góp phần quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới. Tên tuổi của doanh nghiệp cũng từ đó tạo được dấu ấn với khách hàng trong nước và quốc tế. Minh Long trở thành ví dụ điển hình về khởi nghiệp, được Trường Đại học Quản lý Singapore và Harvard đưa vào chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, các trường hợp điển hình trên vẫn chưa đủ cho bức tranh còn nhiều khó khăn của doanh nghiệp Việt, mà trong đó, khó khăn lớn nhất vẫn là tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng từ trong nước trước khi đi ra quốc tế. Bởi câu chuyện hội nhập đang cho thấy sự thu hẹp thị phần ngày càng nhiều của doanh nghiệp Việt ngay trên sân nhà. Khảo sát mới đây của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cũng cho thấy, hàng Việt chưa thật sự được người tiêu dùng Việt tin yêu và người tiêu dùng Việt sẵn sàng mua hàng ngoại nhập nếu có cơ hội tiếp cận. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không hẳn nằm ở chất lượng của hàng Việt. Có thể hàng Việt Nam đang đáp ứng tốt người tiêu dùng về mặt chất lượng, nhưng mà có thể là về khía cạnh hình ảnh hoặc là những khía cạnh về độ tin cậy, sự an toàn chưa được tốt. Như vậy chúng ta đang nói tới một khái niệm mới, tức là cái chất lượng gọi là cảm nhận. Cái chất lượng cảm nhận thì nó thông qua nhiều yếu tố, kể cả các yếu tố bên ngoài sản phẩm như là các yếu tố về logo, về thương hiệu, về nhận diện trên bao bì, rồi tại các điểm tiếp xúc khách hàng, chăm sóc khách hàng cũng như là cái dịch vụ khách hàng. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì thật ra chất lượng rất là tốt, nhưng mà tất cả những cái yếu tố tôi vừa nói nó họ chưa có chăm chút. Do cái đặc điểm của nền kinh tế của Việt Nam là một cái nền kinh tế mà nó đi lên từ cái kinh tế gia đình á, thì mọi người
dĩ nhiên là bắt đầu từ cái chuyện là phải làm như thế nào để bán hàng được, để mà tồn tại trước. Cho nên những cái nền tảng ví dụ như là nghiên cứu về người tiêu dùng, hiểu về người tiêu dùng, tạo ra sản phẩm như thế nào để nó phù hợp với lại nhu cầu của người tiêu dùng, rồi sau đó bao bì như thế nào, marketing như thế nào, dịch vụ cộng thêm như thế nào cho phù hợp với người tiêu dùng thì mình chưa có thật sự là làm tốt. Tôi nghĩ là thời gian đó nó đã qua và là thời gian mà doanh nghiệp phải làm như vậy để mà tồn tại. Tuy nhiên là bắt đầu từ nay trở về sau, do cái mức độ cạnh tranh giữa các cái doanh nghiệp trong khu vực và trong ngành nó quá lớn thì cái cách làm cũ nó không thể nào mà nó còn thích hợp được nữa. Cho nên doanh nghiệp Việt ngay tại thời điểm này cần phải thay đổi cái tư duy của mình. Nhằm tạo cơ sở để hàng Việt tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng trong nước và quốc tế, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cho biết đang xây dựng bộ tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, bắt đầu với ngành thực phẩm. Đây sẽ là thước đo về mặt kỹ thuật của hàng Việt để chứng minh cho uy tín thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã được người tiêu dùng bình chọn, đồng thời là bảo chứng khoa học cho chất lượng của hàng Việt với thị trường quốc tế. Chúng tôi chọn ra là có hai cái yếu tố có thể xem xét để hình thành ra cái tiêu chuẩn của sản phẩm. Thứ nhất là các cái chuẩn chất lượng mà được mỗi một cái quốc gia như vậy đã quy định thành luật, là cái trong cái nguyên liệu thì chất gì cấm, quy trình sản xuất như thế nào, chế biến bảo quản như thế nào, vân vân, phục vụ cho người tiêu dùng và đảm bảo cái an toàn cho người tiêu dùng như thế nào, những cái chuẩn luật định. Cái thứ hai là cái hệ thống quản lý cái quy trình sản xuất để có thể đảm bảo một cái chất lượng ổn định và nhất quán. Như vậy, cùng với logo hàng Việt Nam chất lượng cao, mỗi sản phẩm đạt tiêu chuẩn hội nhập sẽ có thêm bộ nhận diện mới trên bao bì sản phẩm của mình. Đây là kết quả quá trình doanh nghiệp hoàn thiện các khâu sản xuất, quản trị của mình theo chuẩn quốc tế để hội nhập. Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam tự tin với việc quảng bá rộng rãi bộ tiêu chí này ra thị trường thế giới, hàng Việt sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh.